Lời giới thiệu của Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh, Viện Chủ Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam tại Houston, Texas, Hoa Kỳ. Từ bi thủy sám là một trong những sám văn được lễ bái và trì tụng trong các đạo tràng xưa nay. Đó là bởi duyên khởi sám văn này vốn tích xưa còn để dấu, là một truyện tích cảm động lòng người, phơi bày cái lẽ nhân quả báo ứng, oan trái buộc ràng không dễ gì gỡ bỏ, tỏ rõ cái cân phước họa không biết đâu mà lường trong cuộc sống hiện thực tương liên của mỗi và mọi người mọi loài. Đó cũng là bởi sám văn này mỗi chữ như viết ra từ gan ruột, mỗi lời như xuất từ con tim chân thành hết mực mà làm thống thiết đến vô cùng, khiến cho ai tụng đọc cũng không khỏi động lòng đến, phải nhìn lại mình mà sanh tâm tàm quý, ai cầu sám hối. Đại Đức Thích Linh Như trong niềm cảm bội sâu xa đã phát tâm chuyển toàn bộ sám văn quý báu này ra thể lục bát, một thể thơ mang âm vận thuần túy dân tộc. Sự chuyển sám văn thành sám thi đó, nếu có làm cho văn khí của nguyên tác và ngay cả của bản dịch mà Đại Đức lấy đó làm nền tảng rơi đi ít nhiều thì bù lại, lại khiến người trì tụng dễ nhớ, dễ thuộc, dễ rung cảm hơn với vần điệu gần gũi trong tiếng nói dân tộc. Nếu một ngày nào trong tương lai những câu thơ trong bản sám thi này đi vào tiếng nói hàng ngày của người dân Việt thì đó quả là một ơn ích lớn mà công trình này mang lại. Trong việc đem văn để chở đạo vào lòng người và cuộc sống, nhất là trong thời buổi khủng hoảng tinh thần và sa đọa đạo đức đáng kinh hãi như hiện nay, tôi tin có ngày đó vì sám thi này không chỉ làm cái việc thuật nhi bất tác mà còn thể hiện một nỗ lực đầy sáng tạo nghệ thuật ở đó, ý tưởng trong sáng, ngôn từ đẹp đẽ, vần điệu nhu nhuyến mang cảm xúc tràn ngập cũng đầy tính chất chân thành thống thiết như sám văn. Trong niềm tin đó và cảm vì tấm lòng của Đại Đức, tôi kính cẩn viết mấy lời giới thiệu sám thi này đến với Phật tử mười phương. Thích Nguyên Hạnh, Houston, ngày 10 tháng 10 năm 2007. Chân ngôn làm sạch ngoại cảnh án, làm tỏa hạng, 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 làm tỏa hạng. Chân ngôn làm sạch thân miệng ý án, ta pha bà pha thuật đà, ta pha đạt ma, ta pha bà pha thuật đồ ha, án ta phá bà phá thuật đà, ta phá đạt ma, ta phá bà phá thuật đồ ham, án ta phá bà phá thuật đà, ta phá đạt ma, ta phá bà phá thuật đồ ham. Tâm thành dẫn hương giới hương định và
hương huệ cùng với hương giải thoát, hương giải thoát tri kiến. Nguyện năm thức hương này kết thành một đài mây màu chói sáng rực rỡ, cúng dường mười phương Phật cùng tất cả tôn pháp hanh thải thánh hiền tăng y tánh, làm Phật sự độ khắp cả chúng sanh, đều phát tâm Bồ Đề thoát bỏ muôn vọng nghiệp, chứng nên đạo vô thường. Nam mô cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát, Nam mô hương cúng dường Bồ Tát mai ha. Này đệ tử chúng con tề tựu trước điện Phật, nguyện thành tâm sám hối, mong sao tất cả tội đã tạo từ vô thí cho tham dục ngu si được nhờ lượng từ bi của các bậc đại giác mà tiêu tan tất cả, nguyện cho khắp chúng sanh đắm chìm trong ba cõi nhờ công đức sám hối, được hoàn toàn thoát khỏi nguyện âm siêu dương thai, chúng sinh khắp pháp giới hữu tình và vô tình đều lên ngôi chánh giác. Đấng pháp vương vô thượng ba cõi chẳng ai bằng, thầy dạy khắp trời người cha lành chung bốn loài. Quy tròn một niệm dứt sạch nghiệp ba kỳ, xứng dương cùng tán thang ức kiếp không cùng tầng. Phật chúng sanh tân thượng rộng lặng đào, cảm thông không thể nghĩ bàn, lưỡi đê cho vi đạo tràng mười phương phân báo hào quang sáng ngời. Trương bao tòa thân con ánh hiện, cúi đầu xin thề nguyện quy. Chi tâm đảnh lễ Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá hiện vì lai thâm phương chư Phật tôn pháp hiền thánh tăng thương trụ tam bảo. Chi tâm đảnh lễ Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Vô Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chi tâm đảnh lễ Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát,
thanh tịnh đại hải chúng bồ tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên thủ Ma Tăng Đoá Bà Gia Ma Ha Ca Lô Ni Ca Gia An Tát Bàn Ra Phạn Về Số Đăng Na Đăng Tòa Nam Mô Tát Kiết Lần Đó Y Mông A Rị Gia Ba Lô Kiết Đề Thất Phận Ra Lăng Đà Bà. Nam Mô Na Ra Cần Trị Hê Ni Ma Ha Bàn Đa Sa Mê Tăng Bà Thề dựng tán bà tán đa na ma bà già ma phàn đàng đau đắng địa tháng a bà lô hê lô ca đê ca đa đê chia rị ma bồ đề tán đó tán bà tán bà ma ra ma ra ma hê rì đà dựng câu lô câu lô kiến mong đồ lô đồ lô xà gia đế ma phàn xà gia đế đà ra ni ri ni thân phật ra gia gia ra gia ra mà phàn ma ra mùng đế lệ hê di hê thân na ra sâm phật ra xá lời phà sa phà sâm phật ra xá gia hô lô hô lô ma ra hô lô lô hê rì ta ra tất rì tấn rì tô rô bồ đề dạ bồ đề dạ bồ đà dạ di đế rì dạ na ra cân trì đi rì sắc ni na ba dạ ma na ta ba tăng đa dạ ta ba ma tăng đa dạ ta ba tăng đa du nghe thắng bà ra dạ ta ba na ra cấn trì ta ba ma ra na ra ta ba tất ra tăng a mùng thư gia ta ba ta bà ma ha tấn đà dạ ta bà ha dạ kiết ra tấn đà dạ ta bà ha ba đà ma kiết tấn đà dạ ta bà ha na ra cẩn trì bằng giờ ra dạ ta bà ha ma bà lời thăng ý ra dạ ta bà ha nam mô hắn ra đắng na đa ra dạ dạ nam mô a rì dạ ba lô kiết đề thướng bàn ra dạ ta bà ha an tất điền đô mạng ra ra bàn đà dạ ta bà ha an tăng điền đô mạng đa ra bàn đà dạ ta bà ha an tất điền đô mạng đa ra bàn đà dạ ta bà kính lại Đức Thế Tôn quy các phần đà nay con phát đại nguyện trì sám nước từ bi
nên trả bốn ân nặng, dưới giúp ba đường khổ. Nguyện những ai thấy nghe liền phát tâm Bồ Đề, tấn hành hạnh trí huệ, tâm hợp mọi phương đứng. Báo thân này kết thúc, cùng sinh về cực ai lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp cao sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Nay con nghe biết chuyên trì tụng, nguyện rõ Như Lai thiệt nghĩa màu. Khởi đầu vận dụng khai kinh, đạo tràng sám hối nương lành từ bi. Ba đời chư Phật chứng tri, con đem tính mạng quy y Phật Đà. Nam mô quá khứ tỳ bà thi Phật. Nam mô thị khí Phật. Nam mô tỳ xá phổ Phật. Nam mô câu lưu tôn Phật. Nam mô câu na hàm mô ni Phật. Nam mô ca diếp Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đương Lai Di Lặc Tôn Phật. Ba đời chư Phật thương tình, trái ban cam lộ nước lành từ bi. Cho con rửa sạch nghiệp đi, làm người ai chẳng nhiều khi lỗi lầm. Mà vô minh che lấp tâm thần, si mê buông thả tham sân não phiền. Không tin tam bảo ở trên, không hiểu cha mẹ hai bên họ hàng. Tuổi xanh phong túng ngang tàn, đam mê tài sắc hoang đàn ăn chơi. Người xấu chẳng biết xa rời, hôm bè kết đạn phá nơi an hòa. Sáng sanh trộm cắp dâm tà, làm toàn tội ác không tha tội nào. Nay xin chư Phật trên cao chứng tri, con nguyện y vào lời ngay. Bao nhiêu tội lỗi xưa nay, hiện tại quá khứ từ rày ăn năn.
Dù qua muôn vạn khó khăn, con xin sám hối hoàn toàn tự tâm, mà sám bao tội ác lỗi lầm. Mà nếu còn chưa phạm quyết tâm chẳng làm, nguyện xin chư Phật Thánh Phàm, nguyện chư Bồ Tát cùng hàng Thiên Vương, Thiên Long Bát Bộ mười phương, khắp trong phàm giới tận tương lòng con. Con nguyện một giá sắc son, đế đầu kinh lại chư Tôn các Ngài. Nam mô Tỳ lô giá na Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Long Chúng Thượng Tôn Vương Phật. Nam mô Long Tự Tại Vương Phật. Nam mô Bảo Thắng Phật. Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật. Nam mô Ca Sa Tràng Phật. Nam mô Sư Tử Hống Phật. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát. Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát. Cuối đầu đảnh lễ Phật rồi, con xin sám tiếp muôn đời tội khiên. Quy y Tam Bảo trước tiên, Phật là vô thượng bạn hiền chúng sanh, Phật là ruộng phước an lành, là người cho cả nhân sinh nương nhờ. Pháp đưa con vượt qua bờ, thoáng dòng sinh tử bận nhớ hồng trần. Đưa con trở lại nguồn chân, xa lìa tham dục đoạn dần khổ đau.
tăng nương hòa hợp làm đầu, hy sinh bản ngã mưu cầu thành cao, trải thân trong chốn ba đạo mà không đắm nhiễm xa vào bên mê. Một lòng thần phục quy y, nguyện cầu tam bảo gia trì độ ấy con. Nguyện quy y tận hư không khắp pháp giới mười phương chư Phật. Nguyện quy y tận hư không khắp pháp giới mười phương tôn ấy pháp. Nguyện quy y tận hư không khắp pháp giới mười phương hình thái hiền thánh tăng. Cúi đầu lại đứng Thế Tôn, con xin tận đáy tâm hồn ăn năn, kể từ vô thủy trôi lăn. Luân hồi muôn kiếm trong lặng phàm phu, không phân sang cả hèn ngu, gây nhiều tội ác nghìn thu chẳng mờn. Lớn như sóng biển vô số, nhiều như cát trải đôi bờ hằng giang. Do đâu tội lỗi ngâm tràn, hoặc vì ba nghiệp trăm ngàn mũi mê. Nói năng chẳng biết nghĩ suy, làm thề chẳng ngại điều gì hại nhân. Nghĩ thì điên đảo xoay vần, chỉ mong có lợi chẳng cần băn khoăn. Hoặc vì mê mẩn sáu căn, đối người tìm vẫn muôn phần lãng sai. Luôn luôn tự thị có tài, biến đâu tài với chữ tài môn vần. Hoặc vì chẳng quán nội tâm, tự duy bảy bạ lỗi lầm triền miên. Hoặc vì theo cảnh đau điên, chẳng tường chân giả nào phiền càng tăng. Tu hành theo lối lắng sân, cho nên ba chướng không từng dám suy. Nghiệp chướng bao chướng chẳng lê, thêm phiền não chướng kéo trì tội thâm. Cản ngăn tri giác nội tâm, khó đường giải thoát mê lầm chúng sanh. Lời vàng Phật dạy trong kinh, ba chướng phải diệt tu hành mới nên. Ăn năn sám hối cần chuyên, thề tiêu ba chướng đoạn phiền trần lao. Diệt ba chướng tận ly hào, sáu giác mười nghiệp trần lao sanh dần. Bốn ngàn tam vạn khổ luân, cùng nhờ sám hối được phần tịnh thanh. Con nguyện trì tụng pháp lành, Nam mô chư Phật đồng thanh hộ trì. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát, Nam
cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô 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 cầu sám hối Bồ Tát. Cũng vì những lý do trên, hôm nay đệ tử thề nguyện thành tâm sám bằng tất cả tinh thần, tất cả mạng sống bảy tâm vương bờ. Một là hổ thẹn nghiệp dư, con cùng với Phật khi xưa môn hàng. Mà nay Phật đã thành toàn, đã thành vô thượng trong hàng thánh nhân. Con còn đắm đuối hồng trần, còn đang chìm nổi bao lần tử sanh. Tu hành chẳng thấy mối manh, con đường giải thoát tội tình còn nguyên. Thật đang sâu hổ ưu phiền, thế mà chẳng thẹn huyên thuyên nói cười. Hay là sợ hãi ngập trời, cùng loài phàm tục sống đời vô thiên. Chẳng về tội lỗi triền miên, trên xa địa ngục xa nghiền khảo tra. Súc sanh quỷ đói ác ma, đắm chìm muôn kiếp thật là sợ thay. Ba là chán ghét thân này, luân hồi sanh tử tra vai nghiêm trần. Hãy xem sông chớn xoay vần, vô thường vô ngã thật chân chỗ nào. Khổ đau tám thứ nâu xào, sớm còn tối mất khác nào phù vân. Toàn thân chẳng khác uế phân, chẳng gì trong sạch chấm phần thành cao. Mà chưa chan bỏ hay sao, là người có trí lẽ nào không hay. Bốn là giọng mạnh không tày, tu hành tinh tấn mong ngày thành công. Tụng kinh học pháp một lòng, theo gương đại giá không mong an nhàn. Phật thân chẳng thể nghĩ bàn, do vô lượng phước muôn vàng huệ sinh. Sáu ba la mật chuyên tinh, ba mươi bảy phẩm tu hành trở duyên. Thực hành từng phút chẳng quên, cầu nhất thế trí bổn nguyên hữu tình. Năm tâm phân biệt chẳng sinh, oán thân bình đẳng người mình không hay. Xưa nay đã tạo nghiệp sai, cho nên vướng mất hình hài phàm phu. Khổ đau đài đoa nghìn thu, gây bao tội ác oán thù triền miên. Nay xin xóa bỏ ưu phiền,
tiền thân thù hai ngã con nguyện chẳng vướng. Sáu là ơn Phật to tường, xưa kia Phật cũng trong đường trầm luân, sám giác ngộ khổ hồng trần, phán tâm bố thí tại chân đầu mình. Cho luôn vợ đẹp con xin, bảy thứ trần bao quốc thành chẳng vương, cũng vì hai chữ tình thương. Sáu năm khổ hạnh chỉ đường chúng sanh, muốn cho thế giới yên lành, muốn cho nhân loại hoàn thành Phật tâm, làm sao bao nổi Phật ân, và khiên dấu nặng hả ngần ai chi. Thân tâm muôn kiếm bỏ đi, cũng không báo nổi ân vì chúng sanh, để đem chánh pháp diệu tinh, trải vô lượng khổ pháp lành nói ra. Nay con báo đức Phật Đà, một đời xin nguyện thiết tha tu hành, mong sao đạo cả viên thành, hộ trì tam bảo pháp lành truyền sang. Đại thừa chánh pháp tuyên ra, đưa nhân loại thoát ta bà khổ đau, tỳ lô tánh hải cũng vào, ấy là ơn Phật thâm sau bao đền. Bảy là quán sát tội khiên, tội do đâu tới triền miên chất chồng, tánh chân muôn sự đều không, chỉ do vọng tưởng mà lòng cảm chiếu anh. Do nhân duyên tạo mọi điều phát sinh, tội lỗi gây nhiều trái oan. Lời kinh Phật dạy rõ ràng, bao nhiêu nghiệp tội của hàng chúng sanh, nhân duyên thác loạn mà sanh, nhân duyên đoạn diệt tội tình hoàn không. Tâm tội vốn chẳng ở trong, lại chẳng ở giữa cũng không ở ngoài. Thực hành diệu pháp không hay, bao nhiêu tội lỗi trong ngoài sanh trơn. Ăn năn sám hối không sờn, tu tâm dưỡng tánh lòng con chỉ thành. Cầu xin chư Phật thương tình, ra ơn cứu độ tâm thành. Nam mô Đông Phương A Xuất Bệ Phật. Nam mô Hóa Quang Phật. Nam mô Linh Mục Phật. Nam mô Vô Úy Phật. Nam mô Bất Khả Tư Nghị Phật. Nam mô Đăng Nam mô Quang Minh Trang Nghiêm Phật. Nam mô Đại Thắng Phật. Nam mô Thành Tựu Đại Sư Phật.
Nam mô Thập Kiến Phật. Nam mô Kiến Vương Hoa Phật. Bảy tâm vượt bậc tu trì, lại cần tưởng nhớ ba thì mười phương chư Phật cùng thánh hiền tăng dẫm đầu đánh lễ trái bằng ruộng gan. Tâm thành sám hối khóc than, trong lòng hổ thẹn ngập tràn bớn nhớ, chí thành quan sát tội xưa, quyết tâm từ bỏ mỗi giờ phút qua. Xa chi vui sướng ta bà, công tu khổ nhọc chẳng ra tuồng gì. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam mô Tận Hư Không Khâm Pháp Giới Hoa Hiền Vị Lai Tân Cả Mười Phương Phần. Nam mô Tận Hư Không Khâm Pháp Giới Hoa Hiền Vị Lai Tân Cả Mười Phương Pháp. Nam mô Tận Hư Không Khâm Pháp Giới Hoa Hiền Vị Lai Tân Cả Mười Phương Tăng. Huống chi mạng sống vô tri, như đèn trường gió trường kỳ lung lay, thở ra chẳng hít vào thai, tâm thần tự đại cũng tài đất trôi. Quả báo khóc liệm tam đồ, một mình chịu ai lo mình, tiền tài sự nghiệp linh đình cũng không thể đổi tội tình đã mang. Ăn năn tội lỗi rạng ràng, tâm luôn cảnh giác vô thường đến Nam mô Nam Phương Phổ Mạn Phật. Nam mô Oai Vương Phật. Nam mô Trụ Trì Tất Hành Phật. Nam mô Hạt Huệ Phật. Nam mô Xưng Thinh Phật. Nam mô Bất Yểm Kiến Thân Phật. Nam mô Sư Tử Thinh Phật. Nam mô Bậc Không Kiến Phật.
Nam mô Khởi Hành Phật. Nam mô Nhật Thiết Hạnh Thanh Tịnh Phật. Nam mô Trang Nghiêm Vương Phật. Nam mô Đại Sơn Vương Phật. Chớ nên ngu dại tự hào trong đời hiện tại ta nào làm sai, cần chi sám tội với ai, cần chi tu sửa an bài tại thiên, biết đâu tội lỗi oan khiên đã từ muôn kiếp liên miên tạo thành. Chẳng nghe Phật dạy trong kinh, động chân cất bước đã thành nghiệm oan, nghiệm xưa chờ sẵn không tan, đủ duyên kết quả kêu than ít gì. Tham lam sân hận ngu si, đã không cảnh giác tội thì càng sâu, dấu ai dấu được mình đâu, càng ham che dấu tội sâu càng nhiều. Nhận mình tội lỗi đủ điều, Phật cùng Bồ Tát cũng đều chứng minh. Chư tôn hiền thanh hiển linh, chỉ đường sám hối tội tình đường tiêu. Nguyên nhân tội lỗi bao nhiêu, cũng vì chẳng rõ đắng điều dấu che. Nay còn phát một lời thề, không còn che giấu u mê lỗi lầm. Chư Phật Bồ Tát từ tâm mà gia trì con quyết đoạn mầm tử sanh. Nam mô Tây Phương Vô Lượng Thọ Phật. Nam mô Sư Tử Phật. Nam mô Hương Tích Vương Phật. Nam mô Hương Thủ Phật. Nam mô Phật Tăng Ai Phật. Nam mô Hư Không Tạng Phật. Nam mô Bảo Tràng Phật. Nam mô Thanh Tịnh Nhãn Phật. Nam mô Lạc Trang Nghiêm Phật. Nam mô Bảo Sơn Phật. Nam mô Quang Vương Phật. Nam mô Nguyệt Xuất Quang Phật.
Trong kinh lời phân rành rành, không trừ ba chướng tội tình luân lưu. Một là phiền não chẳng tiêu, hai là ác nghiệp muôn điều khổ đau, ba là khổ báo trước sau. Ba điều chướng ngại nương nhau tạo thành, vì phiền não ác nghiệp sinh, lại vì ác nghiệp bao hành khổ đau. Nay con đã hiểu nghĩa màu, chí thành sám hối đề đầu kính. Nam mô Bắc Phương Nàng Thắng Phật. Nam mô Nguyệt Quang Phật. Nam mô Chiên Đàn Phật. Nam mô Tự Tại Phật. Nam mô Kim Sắc Vương Phật. Nam mô Nguyệt Sắc Chiên Đàn Phật. Nam mô Phổ Nhãn Kiến Phật. Nam mô Phổ Chiếu Nhãn Kiến Phật. Nam mô Luân Thủ Phật. Nam mô Vô Cấu Phật. Đề đầu sám hối phận tiền, ăn năn ý nghiệp liên miên ta thành. Nghiệp thân nghiệp miệng cũng đành, tùy theo nghiệp ý mà hành động theo anh. Ý gieo ma độc hiểm nghèo, tham lam sân hận còn đều si mê. Chính vì ngu tối lệ thề, tin theo tà kiến say mê sâu trần. Trong kinh lời phân ân cần, chỉ bài nẻo ác do nhân tự trồng. Tham sân si độc trùng trùng, xa vào địa ngục chẳng hồng thoáng ra. Súc sanh ngạ quỷ cũng là do ba độc ấy khó mà đổi thay. Dù cho trở lại có ngày, làm người cũng phải mang hoài nghiệm xưa. Nghèo nàn cô quá lọc lừa, hung hăng đần độn xác sơ môn đời. Còn bao quả bao tài trời, cũng vì ý nghiệp tơi bời khổ đau. Con này chỉ thiết khấn cầu, Phật tiền con lại dâm đầu ăn năn. Nam mô Đông Nam Phương Trì Địa Phật. Nam mô Tự Tại
Nam mô Pháp Tự Tại Phật. Nam mô Pháp Huệ Phật. Nam mô Thường Lạc Phật. Nam mô Thiện Tư Duy Phật. Nam mô Thiện Trụ Phật. Nam